Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Video tiếp theo ngày hôm nay, Tuấn Nguyễn xin giới thiệu với quý vị và các bạn một căn biệt thự góc hai mặt tiền đường, nằm trong khu đô thị cao cấp, khu biệt thự cao cấp của thành phố Di An. Thưa quý vị, vị trí này thì giáp với thành phố Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức, cũng như chúng ta đi ra Suối Tiên, đi ra quốc lộ 51 rất là gần. Đấy. Chút xíu nữa thì Tuấn Nguyễn sẽ chạy ra con đường trước căn nhà chúng ta, một con đường nhựa 30m chạy qua Suối Tiên rất là lớn. Bây giờ Tuấn Nguyễn xin giới thiệu công năng căn nhà này cho quý vị và các bạn xem, các bạn nắm được. Thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta tọa lạc tại khu biệt thự cao cấp trung tâm thành phố Di An, giáp với lại quốc lộ 1K, giáp với Bixigo, giáp với thành phố Thủ Đức. Khu vực này thì quý vị đi ra thành phố Biên Hòa, Đồng Nai hết 5 phút đi xe thôi, rất là gần. Thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta có tổng diện tích lên tới 617,5m², một diện tích cực kỳ khủng luôn. Và đặc biệt có sổ hồng và phun thổ cư. Hiện diện trên cái lô đất cũng như căn biệt thự này thì có một căn biệt thự bên phía tay trái và bên phía tay phải của chúng ta là một lô đất tiếp theo. Đấy, rất là lớn. Quý vị về đây có thể xây hai căn biệt thự như nhau hoặc là để làm sân vườn, hồ bơi. Đấy, hòn non bộ phía bên tay phải chúng ta. Đặc biệt căn biệt thự của chúng ta là góc hai mặt tiền đường. Đấy, rất là đẹp. Đây là ngay ngã tư. Và thưa quý vị, hướng mà Tuấn Nguyễn đang quay cho quý vị đây là hướng nam, quý vị nhé. Còn hướng ở bên kia, mặt tiền bên hông là hướng đông. Đấy. Trong căn biệt thự này thì thiết kế 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Đó. Gara, xe hơi, phòng ăn, phòng khách, phòng bếp rộng rãi. Và chúng ta có một phòng thờ phía trên. Hôm nay Tuấn Nguyễn review căn biệt thự này. Và xin lỗi quý vị rằng chủ của căn biệt thự này hiện đang ở Sài Gòn, quý vị nhé. Cho nên là Tuấn Nguyễn không có review ở bên trong cho quý vị xem được, mà Tuấn Nguyễn chỉ review ở bên ngoài thôi, báo cho quý vị biết. Đó, hướng là hướng mình đang, Tuấn Nguyễn đang đi vào đây là hướng nam, còn hướng bên kia là hướng đông, quý vị nhé. Đấy, hiện hữu là một căn biệt thự như thế này, có 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Đấy, gara, xe hơi, phòng thờ, phòng ăn, phòng bếp, phòng sinh hoạt chung đầy đủ. Đấy, phía trước thì cao cổng kín tường. Đấy, cây cảnh, cây lộc vừng rất là đẹp. Tuấn Nguyễn sẽ quay ở bên trong cho quý vị xem một chút xíu. Đây, đây là lô đất của chúng ta kế bên. Đấy, cũng là 175m², chưa sử dụng, quý vị nhá. Thì quý vị nào, Tuấn Nguyễn quay như thế này để cho quý vị dễ định hình này. Quý vị nào về đây có thể là xây hai căn nhà giống nhau như thế này, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta làm khu vực sân vườn, hồ bơi. Đấy, hồ cá cảnh, hòn non bộ. Đấy, trồng cây ăn trái, vườn rau. Đó, tùy quý vị thôi, đúng không ạ? Nhà chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm như thế. Còn không thì chúng ta sẽ xây thành hai căn để cho hai gia đình ở, hai anh em ở cũng ok luôn. 617,5m² thì quý vị làm gì cũng được, đúng không ạ? Một diện tích cực kỳ lớn. Và bây giờ Tuấn Nguyễn quay cái mặt tiền phía bên hướng đông để cho quý vị xem. Đây, mặt tiền hướng đông của chúng ta đây, ngay ngã tư mặt tiền đường. Đấy. Đây quý vị, mặt tiền phía bên hông của chúng ta đây. Đấy, rất là dài, rất là rộng. Ở đây thì quý vị biết là ở trong này thì toàn biệt thự thôi. Đó, trong này không có đất nhỏ, không có nhà nhỏ quý vị nhá. Đấy, mặt tiền bên hông của chúng ta đây quý vị. Đó, căn biệt thự và cái lô đất kế bên, một chủ quý vị nhá.
tổng diện tích là 617,5 m², góc hai mặt tiền đường đắc địa. Cuối video thì Tuấn Nguyễn sẽ chạy ra con đường lớn để quay cho quý vị xem. Đây, ở đây thì đường thông bàn cờ. Quý vị đi qua Đồng Nai, Biên Hòa chỉ hết 5 phút đi xe. Quý vị đi ra thành phố Thủ Đức thì chỉ 2-3 phút thôi, đi qua Bixigo tiếp cận với quốc lộ 1K. Đặc biệt chúng ta đi thẳng ra đây, có con đường 30m, chúng ta chạy sang phía tay trái là đi ra Suối Tiên, đi ra quốc lộ 51, đi Bà Rịa Vũng Tàu, rất là gần. Đây, quý vị nhìn trên màn hình chúng ta, ở đây toàn biệt thự không? Ở ngoài kia có cổng bảo vệ, quý nhiều quý vị nhé. Ở trong đây khu dân cư đặc thù là khu dân cư cao cấp và chuyên biệt thự, quý vị nhé. Đây, ở đây là chuyên biệt thự thôi, chứ không có nhà nhỏ, đó, không có đất nhỏ. Diện tích đất ở đây thì dao động từ 250 đến 300 mét trên một lô. Nhưng riêng căn nhà của chúng ta mà Tuấn Nguyễn đang giới thiệu với quý vị đây là một cái lô đất cực lớn, 617,5 m², đó, có sổ hồng và phun thổ cư. Và thưa quý vị, thật sự thì nếu quý vị nhìn trên màn hình thì quý vị cũng định hình ra thôi, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn cũng không cần phải giới thiệu nhiều quá, rồi để cho quý vị khó định hình, đúng không ạ? Thì ở đây, cái lô đất kế bên thì khoảng 175 m². Đến A, xin lỗi quý vị, khoảng hơn 200 m². Đấy. Thì người ta đã cao cổng kiến tường và rào như thế này rồi. Đó. Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị ở ban đầu, chính chủ, đó, một chủ quý vị nhá. Quý vị không phải lo về vấn đề mà giấy tờ, đấy, làm việc khó khăn. Thì đây là một chủ, quý vị rất là dễ dàng làm việc. Đấy, có một chủ thôi. 617 m², quý vị về đây có thể chia làm hai căn nhà. Quý vị xây được hai căn biệt thự cho hai anh em. Hoặc là nhà chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm khu vực xây dựng hồ bơi, hòn non bộ. Đó. Vâng. Và bây giờ Tuấn Nguyễn xin báo giá căn nhà này cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, hiện căn nhà của chúng ta, một căn biệt thự và một lô đất kế bên. Đó, 617,5 m². 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Đấy. Có một phòng thờ, gara xe hơi và đặc biệt là phun thổ cư. Hiện chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 39 tỷ đồng còn thương lượng, quý vị nhá. Thì quý vị cứ cứ nhân chia cộng trừ ra, đúng không ạ? 39 tỷ đồng còn thương lượng cho một cái căn biệt thự góc hai mặt tiền đường nằm ngay trung tâm giữa ba thành phố lớn của khu vực phía Nam như thế này. Giá 39 tỷ thì có đắt hay là không? Đúng không ạ? Trong khi chúng ta còn thương lượng nữa. Vâng, Tuấn Nguyễn chỉ quay như thế này thôi. Thì vị trí đường đẹp, rộng, sạch sẽ như thế này, rất là mát, đúng không ạ? Thì quý vị thấy khu vực này sinh sống tốt này, đúng không ạ? Nhìn cái cảnh quan môi trường trong sạch, lành mạnh, mát mẻ, tiện bề cho quý vị. Đó, sinh sống ở đây. Thì quý vị liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta gặp chủ nhà và thương lượng giá cả. Bây giờ thì Tuấn Nguyễn sẽ để video như thế này, để video camera như thế này và Tuấn Nguyễn chạy ra con đường lớn để cho quý vị xem. Quý vị sẽ nắm thêm được về cái con đường mà 30m ở bên phía ngoài. Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị. Đây, xin mời quý vị. Đây là ngã tư đường thông bàn cờ. Đấy, chúng ta chạy ra khoảng 20m thôi là tới một con đường quốc lộ 30m rất là lớn. Ở đây là biệt thự của nhà hàng xóm và bên đây là khu vực người ta kinh doanh hàng ăn thức uống, karaoke. Đó, khu vực vui chơi giải trí ở đây quý vị nhá. Đó. Đây, ra mặt tiền của chúng ta đây. Tuấn Nguyễn nói thì đôi khi Tuấn Nguyễn hay chứng minh cho quý vị thấy lắm. Đó, chứ còn mà không chứng minh để cho quý vị biết thì Tuấn Nguyễn cũng không được yên tâm. Đó, quý vị thấy chưa? Một con đường nhựa lên tới 30m như thế này. Đó, thẳng phía này là chúng ta chạy ra Thủy Tiên, quý vị nhá. Còn ngược quay lại về đây thì chúng ta chạy ra Bixigo. Đó, quý vị thấy chưa? Ở bên đây là toàn là chung cư đang xây dựng đây này. Đó, chúng ta chạy ra Bixigo, chạy ra quốc lộ 1K và tiếp giáp với lại thành phố Thủ Đức, quý vị nhá.
có 5 phút là chúng ta ra đến thành phố Thủ Đức rồi. Đi lên Phạm Văn Đồng, lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là thuận tiện. Đó, quý vị thấy không? Tuấn Nguyễn có nói sai với quý vị một lời nào không? Đúng không ạ? Một con đường huyết mạch 30 mét rộng như thế này. Đấy, chạy qua Suối Tiên, chạy qua quốc lộ 51 đi Bà Rịa Vũng Tàu. Mênh mông bao la như thế này. Đó, quý vị thấy chưa? Tuấn Nguyễn muốn chạy ra đây để quay cho quý vị biết, đúng không ạ? Để quý vị nắm được là con đường của chúng ta có thực sự là như Tuấn Nguyễn nói hay không. Đó, là quý vị mới tin tưởng, đúng không ạ? Là Tuấn Nguyễn review chân thực như thế nào. Một con đường lớn mênh mông bao la như thế này. Đó, 20-30 mét vuông, đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì phát triển rất là mạnh. Đấy, ở đây toàn là những tòa chung cư đang mọc lên đây quý vị này. Đó, cách khoảng 200-300 mét thôi. Và khu dân cư của chúng ta thì ở trong này. Đó, có cổng bảo vệ quý vị nhá. Ở bên trong thì có bảo vệ tuần tra để không cho xe tải lớn vào trong. Đấy, ở đây là cái khu vui chơi như Tuấn Nguyễn vừa nói với quý vị đấy. Khu vui chơi giải trí, ăn uống, đấy, cà phê, cà pháo ở đây. Người ta đang hoạt động ở đây quý vị nhá. Vâng, thưa quý vị, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong, đúng không ạ? Một lô đất lớn, một căn biệt thự 617m2 và báo giá cho quý vị là 39 tỷ còn thương lượng, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn quay thêm khu vực con đường, đường đi lối lại và tiện ích xung quanh như thế này để cho quý vị xem nữa. Đó, quý vị nhìn thấy có đã mắt không? Một con đường mênh mông bao la như thế này. Đó, quý vị có điều kiện mà quý vị ở trong những cái khu biệt thự mà có đường lớn như thế này thì đúng là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhà giàu thì người ta không ước gì ngoài những cái đường đi lối lại, đúng không ạ? Và cái vị trí đẹp để người ta an cư lập nghiệp đâu. Đó, Tuấn Nguyễn cũng biết như vậy. Ở đâu thì ở quý vị là nhiều tiền, nhưng mà quý vị ở cái nơi mà ngập nước này, đường kẹt này, đúng không ạ? Đấy, chật hẹp này, đi lại lưu thông rất là khó khăn thì chắc chắn là quý vị không vui lòng và quý vị rất là bực bội trong cái cuộc sống, đúng không ạ? Còn nơi đây thì đó, quý vị nhìn rất là tuyệt vời rồi. Vâng, thì Tuấn Nguyễn review ngắn thôi, cũng giới thiệu đầy đủ cho quý vị biết rồi. Quý vị có cái nhu cầu và thấy cái căn biệt thự này đẹp này, cái khu vực này thông thoáng mát mẻ, đường xá thì bàn cờ rộng rãi như thế này, đấy, phát triển rất là mạnh, thì quý vị hãy liên hệ ngay để Tuấn Nguyễn đưa quý vị tới đây để chúng ta gặp chủ nhà thương lượng giá cả cái căn biệt thự và lô đất 617,5m2 quý vị nhá. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ, quý vị vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với này, quý vị hãy chia sẻ kênh, comment góp ý cũng như là hãy nhấn chuông để chúng ta có những video mới mỗi ngày để cho quý vị xem, chọn lựa những mẫu nhà đẹp, những lô đất đẹp, những biệt thự đẹp để quý vị mua. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.